Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga tung đòn tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự Ukraine. Theo một tuyên bố của Bộ, cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm thứ Tư ngày 7 tháng 2 nhắm vào các doanh nghiệp Ukraine liên quan đến sản xuất máy bay không người lái của Hải quân, hệ thống tên lửa ven biển, đạn dược cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng và chất nổ Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí trên không và trên biển tầm xa có độ chính xác cao, cũng như máy bay không người lá trên không để tấn công vào cơ sở của Ukraine. Tất cả các mục tiêu đều bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Về tình hình ở tiền tuyến, số liệu do Bộ Cung cấp cho thấy lực lượng Ukraine đã mất ít nhất 1.055 quân trong 24 giờ qua. Tuyên bố cho biết quân đội Nga có thể cải thiện hơn nữa vị thế của mình tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-25 của Ukraine gần làng Alekseevka. Ở những nơi khác dọc theo đường liên lạc, hai khẩu pháo kéo M777 do Mỹ cung cấp và một khẩu pháo tự hành Paladin của Mỹ đã bị phá hủy cùng với các khí tài khác. Trước đó vào thứ Tư, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng quân đội Ba Lan đã điều động những chiếc M16 của họ đến khu vực phía đông nam đất nước do các cuộc tấn công của Nga và các mục tiêu của Ukraine hoạt động mạnh mẽ của hàng không tầm xa Nga liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa và lãnh thổ Ukraine. Bộ Tư lệnh tác chiến Ba Lan cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, sau đó có thông tin cho rằng các máy bay phản lực đã quay trở lại căn cứ. Bộ chỉ huy cho biết quân đội liên tục theo dõi tình hình ở Ukraine và luôn sẵn sàng đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan. Các hãng tin Ukraine và tài khoản mạng xã hội đưa tin về các vụ nổ ở thủ đô Kiev của Ukraine, thành phố lớn thứ hai của đất nước Kharkov, Nikolaev và các địa điểm khác vào thứ tư. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong tháng 1, lực lượng Nga đã thực hiện 127 cuộc không kích bằng vũ khí có độ chính xác cao, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng lực lượng của họ không giống như chế độ Kiev, không nhắm vào mục tiêu và cơ sở hạ tầng xã hội, khu dân cư hoặc dân thường. Ukraine lập lực lượng vũ khí không người lái riêng, sẽ sản xuất 1 triệu UAV. Tổng thống Zelensky vào ngày 6 tháng 2 ký xác lệnh yêu cầu chính phủ và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine giải quyết các vấn đề về việc thành lập trong lực lượng vũ trang Ukraine một lực lượng riêng cho các hệ thống vũ khí không người lái. Tôi vừa ký một xác lệnh sẽ khởi động việc thành lập một nhánh riêng trong lực lượng vũ trang của chúng ta, lực lượng vũ khí không người lái, ông Zelensky tiết lộ. Đây không phải là câu hỏi dành cho tương lai. Đúng hơn, nó phải mang lại kết quả cụ thể trong tương lai rất gần. Năm nay phải mang tính quyết định về nhiều mặt, và rõ ràng là trên chiến trường, các hệ thống vũ khí không người lái đã thể hiện tính hiệu quả trên cả đất liền, bầu trời và trên biển, ông nhấn mạnh. Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cho biết, lực lượng vũ khí không người lái riêng biệt sẽ cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phát triển công nghệ của quân đội. Ông nói, trong năm qua, vũ khí không người lái đã về cơ bản thay đổi tình hình trên chiến trường. Chúng có hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo xác lệnh của ông Zelensky, kết quả nghiên cứu sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, cơ quan có nhiệm vụ hoạch định chính sách. Ông Zelensky cho biết vũ khí không người lái nội địa và nhận từ đối tác nước ngoài là vũ khí chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Nga kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát gần hai năm trước. Trước đó, Tổng thống Ukraine và các quan chức nước này đặt ra mục tiêu họ sẽ sản xuất được một triệu UAV trong năm này. Ukraine có hàng chục công ty đang phát triển và sản xuất các mẫu vũ khí không người lái khác nhau. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết vũ khí không người lái rất quan trọng trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại Nga. Dự luật tài trợ cho Ukraine và Israel hết cửa tại Quốc hội Mỹ với 250 phiếu thuận và 180 phiếu chống, dự luật do Đảng Cộng hòa đề xuất nhằm tài trợ cho Israel đã không nhận đủ 2/3 số phiếu cần thiết để được thông qua. đáng chú ý trong số những ý kiến phản đối có 14 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Vấn đề viện trợ cho Israel, một trong những nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, lâu nay vẫn thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai viện quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, những người phản đối chỉ trích dự luận này là một chiêu trò chính trị của Đảng Cộng Hòa nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những bế tắc liên quan tới gói tài trợ rộng lớn hơn trị giá 118 tỷ đô la Mỹ do Đảng Dân Chủ đề xuất, bao gồm cả an ninh biên giới và viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, Israel cùng các đối tác ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương một dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm qua cảnh báo dự luật của Đảng Dân Chủ sẽ không có cửa tại Hạ viện. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ chỉ trích những nỗ lực của Đảng Cộng Hòa sẽ không mang lại kết quả và chỉ làm chậm trễ hơn nữa việc viện trợ cho các đồng minh và cứu trợ nhân đạo. Tôi kêu gọi quốc hội thông qua dự luật này, đưa nó đến bàn làm việc của tôi ngay lập tức. Nhưng nếu dự luật thất bại, tôi muốn hoàn toàn rõ ràng về điều gì đó. Người dân Mỹ sẽ biết tại sao nó thất bại. Tôi sẽ đưa vấn đề này ra toàn quốc và các cử tri sẽ biết rằng đó không chỉ là một khoảnh khắc. Mà ngay lúc này chúng ta sẽ đảm bảo an ninh biên giới và tài trợ cho các chương trình khác. Đã đến lúc những người Cộng hòa tại Quốc hội phải thể hiện một chút can đảm và thiện trí để nói với người dân Mỹ rằng bà làm việc cho họ chứ không phải là cho bất cứ ai khác. Ông Biden nói, Quốc hội Mỹ đã loay hoay trong nhiều tháng để giải quyết vấn đề viện trợ an ninh nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Biden đã hai lần đề nghị Quốc hội xem xét thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp gần đây nhất hồi tháng 10 năm 2023. Một nhóm các thượng nghị sĩ nòng cốt, bao gồm cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đã tổ chức nhiều cuộc họp riêng trong nỗ lực tìm ra giải pháp có thể giúp khơi thông thế bê tắc trong vấn đề viện trợ Ukraine. Đảng Cộng Hòa muốn người di cư phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe hơn nếu muốn vào Mỹ và cũng muốn tiếp tục xây dựng bức tường biên giới như từng đã được thúc đẩy dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên đây lại là điều khó chấp nhận với Đảng Dân Chủ và các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp. Bom giữa đường Nga trúng mảnh vỡ, kích nổ ngay trên mục tiêu. Nga ném loạt bom dẫn đường nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Kharkov, như một quả trúng mảnh văng từ mặt đất và kích nổ trước khi trúng đích. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga hôm nay đang video từ máy bay không người lái UAV cho thấy khoảnh khắc loạt bom FAB-500 gắn đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất lao xuống nhà chiêu khí tài và kho đạn của quân đội Ukraine gần thành phố Votrans thuộc tỉnh Kharkov. Trong video, ít nhất hai quả bom lao xuống khu nhà kho và tạo ra vụ nổ dữ dội. Quả thứ ba phát nổ trên không khiến sóng xung kích và hàng loạt mảnh văng chụp xuống khu vực biên dưới. Bóng kích nổ ngay trên không vì lao trúng vào các mảnh vỡ bị tung lên trước đó. Đây là một sự việc rất hi hữu, phi công này cho hay. FAB 500 là dòng bom thông thường có khối lượng 500 kg. Loại bom này có khả năng gây sát thương trong bán kính 250 m, chuyên phá hủy những mục tiêu không được bảo vệ hoặc có vỏ giáp mỏng. UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng JDAM R -ER của Mỹ giúp biến bom thông thường thành bom thông minh thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Bom dẫn đường cán bộ UMPK có thể bay xa từ 50 tới 70 km, giúp chiến đấu cơ Nga có thể hoạt động từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat thừa nhận Kiev chưa có biện pháp đối phó với loại bom này. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023 trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong suốt thời gian qua, song thường không nêu chi tiết về thiệt hại. Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nhận định Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng, thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Thụy Điển dừng điều tra vụ Nord Stream bị phá hoại Thụy Điển thông báo dừng điều tra vụ đường ống dẫn khí Nord Stream nối từ Nga sang Đức bị phá hoại hồi tháng 9 năm 2022. Kết luận là Thụy Điển không có thẩm quyền xét xử và do đó cuộc điều tra nên kết thúc, cơ quan công tố Thụy Điển thông báo hôm nay. Cơ quan này cho biết stop hôm mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu có công dân Thụy Điển liên quan đến hai lãnh thổ Thụy Điển được sử dụng cho hành động phá hoại Nord Stream, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu nào. Cơ quan tình báo Thụy Điển Sapo cho biết vụ phá hoại không nhằm vào Thụy Điển và không tạo ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Hai đường ống Nord Stream 1 và 2 từ Nga sang Đức qua biển Baltic bị hư hại sau các vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022. Vào thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động. Hai vị trí rõ gì của Nord Stream nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai nằm trong EEZ của Đan Mạch. Đan Mạch cùng Thụy Điển và Đức, ba quốc gia gần hiện trường nhất, đã mở cuộc điều tra, kết luận đây là hành động phá hoại nhưng chưa nêu ra danh tính thủ phạm. Các cuộc điều tra của Berlin và Copenhagen vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã bàn giao tài liệu có thể được dùng làm bằng chứng trong cuộc điều tra của giới chức Đức, cơ quan công tố Thụy Điển cho biết. Nga từng nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây đứng đằng sau các vụ nổ, nhưng không đưa ra bằng chứng. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra về chủ nghĩa khủng bố quốc tế liên quan đến vụ phá hoại. Moscow cũng chỉ trích Berlin, Copenhagen và Stockholm không phản hồi yêu cầu hợp tác điều tra. Israel xác nhận 31 con tin thiệt mạng. Hamas đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn. Hãng Reuters dẫn tin từ Israel cho biết vẫn còn 136 con tin đang bị lực lượng Hamas giam giữ tại Gaza. Hiện chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực về việc xử lý cuộc khủng hoảng con tin. Thông tin về số phận các con tin bị Hamas bắt giữ từ cuộc tấn công Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 và được công bố khi Thủ tướng Qatar tiết lộ Hamas có phản hồi tích cực về những đề xuất về một thỏa thuận ngừng giao tranh và thả tù nhân Palestine để nhóm này trả tự do cho nhiều con tin hơn. Đáp lại đề xuất mà các nhà hòa giải là Qatar và Ai Cập đưa ra vào tuần trước và được Mỹ, Israel ủng hộ, lực lượng Hamas đã nêu ra một kế hoạch ngừng bắn trong 135 ngày rồi dẫn tới kết thúc xung đột. Theo bản dự thảo mà hãng Reuters có được, Hamas đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 45 ngày. Theo đề xuất, Hamas sẽ giao những con tin Israel còn lại mà họ bắt trong sự kiện ngày 7 tháng 10 để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Sau đó, quá trình tái thiết Gaza sẽ được triển khai, quân Israel rút hoàn toàn, hai bên trao đổi thi thể. Hamas đề xuất Tất cả các con tin Israel là nữ, nam dưới 19 tuổi, người già và người bệnh sẽ có được lực lượng này thả trong giai đoạn 45 ngày đầu tiên để đổi lấy việc Israel trả tự do cho tất cả phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel. Các con tin nam còn lại sẽ được Hamas trả tự do ở giai đoạn 2 và việc trao đổi thi thể sẽ tiến hành vào giai đoạn 3. Tới cuối giai đoạn 3, Hamas kỳ vọng các bên sẽ đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột nổ ra sau khi Hamas tấn công phía Nam Israel là 1.200 người thiệt mạng và bắt 253 con tin vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đáp trả, Israel đã mở chiến dịch tại giải Gaza, làm 27.585 người thiệt mạng, theo số liệu thống kê của cơ quan y tế Gaza. Các bước của Iran để tránh xung đột trực tiếp với Mỹ ở Trung Đông Theo tờ The New York Times, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran mới đây đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp cho bối cảnh Mỹ trả đũa lực lượng thân Iran liên quan đến vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordani khiến ba lính Mỹ thiệt mạng. Hội đồng trên gồm Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, người đứng đầu các lực lượng vũ trang và hai trợ lý của nhà lãnh đạo tối cao Iran. Các thành viên đã tranh luận về cách ứng phó trước một loạt tình huống, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ và chính Iran. Họ cũng chuyển các kế hoạch được phát triển trong cuộc họp tới nhà lãnh đạo tối cao Iran, Atola Ali Khamenei, và ông đã đưa ra tuyên bố rõ ràng tránh một cuộc chiến trực tiếp với Mỹ và tránh liên quan đến lực lượng đã khiến lính Mỹ thiệt mạng, đồng thời chuẩn bị đáp trả nếu Mỹ tấn công Iran. Theo tờ New York Times, trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với những thách thức ở trong nước, xung đột trực tiếp với Mỹ có nguy cơ dẫn đến hậu quả thảm khốc với Iran. Vì vậy, sau đó, các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Ngoại trưởng và Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, đã công khai tuyên bố lập trường do ông Khamenei đưa ra, tìm cách chấn an những người Iran đang lo lắng về viễn cảnh chiến tranh và xoa dịu phản ứng của Tổng thống Mỹ Joe Biden mặc dù Iran nói rằng họ không muốn chiến tranh, nhưng họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Theo ba người Iran quen thuộc về vấn đề, một quan chức hiện tại và một cựu quan chức Iran, nước này đã đặt tất cả các lực lượng vũ trang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, kích hoạt hệ thống phòng không đất đối không và bố trí tên lửa đạn đạo dọc biên giới với Iraq. Tướng Hossein Salami, tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran phát biểu tại một hội nghị ở Tehran. Những ngày này, giữa những tuyên bố của các quan chức Mỹ, chúng ta thấy một số lời đe dọa không cần thiết, chúng ta sẽ sẵn sàng đáp trả trước bất cứ mối đe dọa nào, mặc dù chúng ta không mong muốn chiến tranh, nhưng chúng ta cũng không sợ hãi hay chạy trốn chiến tranh. Iran đã tiến hành một hành động cân bằng trong bối cảnh đầy biến động kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra. Các lực lượng của Mỹ và Anh đã tấn công các căn cứ của Houthi ở Yemen, trong khi các cuộc tấn công của Israel ở Syria và Liban đã giết chết các chỉ huy cao cấp của Iran và Hezbollah. Nhưng cho đến nay, các cuộc giao tranh vẫn chưa trực tiếp nổ ra trong lãnh thổ Iran. Nhưng một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa Iran và Mỹ dường như chỉ là một bước đi sai lầm và Iran đang tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến trực tiếp đó. Sau chuyến thăm của tướng Ismail Ghani, chỉ huy lực lượng Kurds, Kaitab, Hezbollah, lực lượng mà lầu năm góc cho rằng có khả năng chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ Mỹ ở Jordani đã đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ đình chỉ các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ, rằng Iran không tham gia vào việc đưa ra quyết định và trên thực tế đôi khi Iran không chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ. Bên cạnh đó, các quan chức hàng đầu Iran đã thường xuyên tham khảo ý kiến của cựu ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif. Ông Zarif là người ôn hòa và được các quan chức Mỹ biết đến nhiều hơn. Hassan Karimi, một nhà phân tích chính trị ở Tehran cho biết, các quan chức Iran tham vấn ông Zarif vì ông ấy có thể phân tích tình hình tốt hơn và giải thích điều đó với công chúng ở trong nước. Trong thời điểm nhạy cảm này, họ cần các chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu như ông Zarif. Mục tiêu là điều hướng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này bằng mọi công cụ và theo cách để Mỹ không tấn công Iran. Theo một nguồn tin thân cận với ông Jarib, ông Khamenei đã nhấn mạnh tránh chiến tranh với Mỹ vì bảo vệ chế độ hồi giáo là ưu tiên cao nhất và chiến tranh sẽ chuyển hướng sự chú ý của thế giới khỏi thảm họa nhân đạo ở Gaza. Chiến tranh cũng có thể gây ra những hậu quả tai hại trong nước đối với người dân bình thường. Trong bối cảnh Iran hiện phải gánh chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều người Iran không muốn chiến tranh vì sợ nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nỗi lo chiến tranh đã làm giảm đi giá trị đồng rial của Iran so với đồng đô đồ la Mỹ tuần trước, làm tăng giá nhiều mặt hàng. Trong bối cảnh đó, ông Khamenei đã tham gia sâu vào việc vạch ra lộ trình để Iran vượt qua cuộc khủng hoảng này. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Iran, ông Khamenei đã nhận được các báo cáo tóm tắt hàng ngày về những diễn biến trong khu vực từ người đứng đầu lực lượng vũ trang và cố vấn chính sách đối ngoại, đồng thời đưa ra kết luận cuối cùng đối với mọi quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia. Vào tháng 1 vừa qua, ông đã chấp thuận khuyến nghị của hội đồng trên về việc phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào nơi mà Iran cho là căn cứ của các nhóm khủng bố ở Pakistan và Syria, cũng như tấn công nơi mà nước này gọi là trung tâm hoạt động của tình báo Israel ở miền Bắc Iraq. Pakistan và Iraq thường thân thiện với Iran đã phản ứng giận dữ và Pakistan đã tấn công đáp trả vào những nơi họ cho là căn cứ khủng bố của Iran. Ông Khamenei sau đó đã yêu cầu các chỉ huy quân sự tránh cuộc đụng độ như ở Pakistan. Ali Vahed, giám đốc về Iran của nhóm khủng hoảng quốc tế, một tổ chức ngăn ngừa xung đột nhận định, vấn đề nan giải đối với chính quyền Mỹ là tìm cách tổn thương Iran mà không tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của họ. Vấn đề là khi bên này tấn công bên kia, điều đó sẽ tạo ra nhu cầu đáp trả và vòng luân của này vẫn sẽ tiếp tục đến một thời điểm nhất định nó sẽ bùng nổ thành xung đột trực tiếp. Mỹ, Nga mâu thuẫn về vấn đề vũ khí Triều Tiên và tên lửa Patriot ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters ngày 7 tháng 2, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia và Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Good đã mâu thuẫn tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine. Nga đã phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp nhằm vào Ukraine ít nhất là 9 lần. Nga và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình khi làm suy yếu các nghĩa vụ lâu dài theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Good nói trước Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ. Trong khi đó, ông Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an Chúng tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng một tên lửa đất đối không Patriot đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công máy bay vận tải quân sự Nga trở từ binh Ukraina Điều này không còn nghi ngờ gì nữa rằng Washington cũng là bên đồng lõa trực tiếp trong vụ việc. Ngày 24 tháng 1, một máy bay vận tải quân sự IL-76 của không quân Nga đã bị rơi khiến tất cả 74 người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraina thiệt mạng và Moscow đổ lỗi cho Kiev đã bắn rơi máy bay. Các nhà điều tra Nga tuần trước cho biết họ có bằng hành chính cho thấy quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự bằng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau vụ Ukraine tấn công Lichans, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng khi sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp nhằm vào một tiệm bánh và nhà hàng vào cuối tuần trước. Ông Wood nói Mỹ không thể xác minh thông tin một cách độc lập, nhưng bày tỏ sự tiếc thương về tất cả thương vong dân sự. Cũng tại cuộc họp trên của Hội đồng Bảo an, đặc phái viên Nga tại Liên hợp quốc cáo buộc Mỹ đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời làm suy yếu trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Theo ông Nebenzia, Mỹ đang lôi kéo các quốc gia lớn nhất ở Trung Đông vào một cuộc xung đột. Gần đây, Mỹ không ngừng tấn công các cơ sở được cho là của các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria. Mỹ đang tìm cách lôi kéo các quốc gia lớn nhất ở Trung Đông vào một cuộc xung đột toàn khu vực rõ ràng là cuộc không kích của mỹ nhằm mục đích đặc biệt là làm nóng thêm các cuộc xung đột